Chào mừng các bạn đến với Chloe's Entertainment Channel. Hôm nay mình sẽ review cái món đồ chơi Super Win, cuộc phiêu lưu, chính xác hơn là cuộc phiêu lưu của hai chú Super Wings là Jet và Dizzy. Đâu, để coi cái món đồ chơi này có gì nha các bạn nha. Rồi, nhìn lại gần hơn nè, bây giờ mình mở ra nha. Đây. Rồi, đầu tiên, như thường lệ thì cái món đồ chơi này dành cho bé từ 3 tuổi trở lên và giá của sản phẩm này là 879 nha. Đây, hôm nay là cuộc phiêu lưu của Super Win qua cái phi trường quốc tế ha, để coi nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình mở ra nha. Rồi, đây là tất cả các phần của cái bộ đồ chơi này mình còn phải ráp nha các bạn. Ok. Rồi, đây là cái bự nhất nè. Đó. Bây giờ cái này nhìn nó giống như cái đường ống mình đi máy bay đó. Mình hay gọi là sao, khi mà mình đi trong đây cái nó có một cái đường dẫn ra cái chiếc máy bay để mình lên máy bay á. Nói vậy thôi chứ không biết đúng không nha các bạn. Mình tưởng tượng vậy thôi. Lại thấy cái này nó giống giống nè. Đây, rồi giờ mình ráp cái phần này vô trước ha. Rồi, nó kêu cái cốc vậy là ok. Rồi bây giờ mình sẽ ráp tới cái này. Đây. Đó. Rồi. Tới cái này. Đây là cái đường dẫn. Đây. Ráp hai cái này vô. Sorry. Đây mình ráp hai này vô trước. Đó. Rồi. Cái này mình gắn vô đây. Có cái mối nối của nó hết rồi nha mấy bạn. Ráp rất là dễ, không có khó. Rồi. Bây giờ tới cái này. Cái này thì gắn ở đây. Chút nữa mấy bạn sẽ coi cái này dùng để làm gì nha. Ok. Sao vậy nè, sao không vô? Rồi, cây cối đâu? Bây giờ bỏ vô trang trí nè. Giờ đến cái phần trang trí đây. Cây xanh biểu tượng của Super Win ở đây. Cây xanh nữa. Đèn đây. Đó. Đèn thắp sáng ha. Rồi cái này ở đây. Chút nữa bạn sẽ biết cái này dùng để làm cái gì. Rồi ở đây mình có hai bạn Super Win. À, nhỏ nhắn, dễ thương, xinh xắn. Đây. Dizzy màu hồng, Jess màu đỏ. Rồi, vô chỗ đứng đi hai em ơi. Đây, chỗ đứng cho hai em, chỗ đậu á. Đây là cái phi trường quốc tế nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái công dụng. Ở lộn, không phải. Lộn. Bây giờ mình sẽ coi mấy cái nút này nè. Đó. Dùng để làm cái gì nha. Rồi, thử nha. Đâu. Màu xanh này là cái gì đây? À. Đây. Đây nè. Đó, không biết chút nữa mình sẽ coi Chloe chơi như thế nào nha. Mấy cái nút này dùng để làm cái gì. Rồi, mình coi thử. À, cái này dùng để quay cái trục này. Rồi, thì đến cái này là gì đây? À. Cái này quay cái này giống như cây cầu vậy, nó có tưởng tượng như cây cầu ha, mình buông ra nó giống như cầu quay. Chắc vậy. Đó, mấy cái này nó cũng quay luôn. Nút này là gì đây? À, giống như cái thang vậy đó. Ấn lên cái nó đẩy cái này lên, đưa lên cao lên. Rồi, cái này là gì đây? Đây các bạn, cái này là cái quay đây này giống như đi thang máy nha, có cảm giác như đi thang máy nha. Đó, nhưng mà ta thang máy người ta ấn điện, còn cái này mình phải quay tay ha. Rồi, còn cái này. Này mở ra giống như là cái vạch xuất phát vậy đó. Giống như đua gì, đi đua, phất cờ rồi ha. Không biết phải không, nói đại vậy thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ theo chân Chloe. À, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Bữa nay mình đi ra quán cà phê, mình còn mình chơi món đồ chơi này nha. Vì vậy các bạn coi, nhà đổi không khí. Chứ tối ngày ở trong nhà hoài buồn lắm. Okay. Ok, mình đi thôi nha. Rồi, tối nay bữa nay là mình á hả quay cái clip này ở ngoài chợ, ở một cái quán cà phê bên ngoài luôn nha. Đó. Được, cái quán cà phê ở đây cũng được. Chloe sắp được chơi nè.
Rồi, giờ mình order nước đi, xong rồi mình mới chơi đồ chơi cho mấy bạn coi nha. Đồ chơi gì? Hả? Đồ chơi gì? Đó, đồ chơi con đang cầm. Ồ. Ok không? Ok, Chloe đứng đây. Ok. Rồi, trời ơi, Chloe có đồ chơi đẹp quá đâu. Hôm nay con quay cái món đồ chơi này đúng không? Cho mấy bạn coi đúng không? Rồi, đâu đâu con chỉ mấy bạn để chơi coi gì? Nhưng cái gì có helicopter quay được nè. À, vậy đó hả? Rồi, đâu đâu con chỉ mấy bạn chơi sao đâu. Nhìn nè. Rồi, bây giờ Chloe chỉ mấy bạn chơi đi. Ok. Chứ chừng nó bỏ đây. À, bỏ đây. Rồi, cho Cúc chơi với, nhớ chị Cúc đi nha. Ở đây. À, quay lên đó đó hả? Ở đây. À. Lên cầu thang. Rồi, đi lên cầu thang, đâu cầu thang đâu. Wow, rồi, Dizzy đi ra đúng không? Put harder. Hả? Put harder đúng không? Ok, put harder. Kéo qua bên đây. Ok. Bên này nữa. Hả? Kéo qua bên đây. Ok. Cái này có cái cục dính đây dính đó. À, nó đang dính đó đó hả? Đang cái gì luôn á. Ồ, rồi sao nữa? Nè. Ở trong nè. Đâu? Ở trong đó. Ở trong đâu? Ở trong đây. À, ở trong đó đó hả? Đâu? Còn sao nữa? Hồi chơi sao nữa? Em đi dính lên lắm. Hả? Dính đó đó. Ờ, rồi. Hồi chơi sao đâu? Rồi, sao nữa? Đâu rồi, con làm tiếp rồi. Trời, con chỉ cho Cúc chơi với. Cúc ngồi không mà. Chỉ cho Cúc chơi với. Cúc lấy con bảo con chơi nha. Ờ, Cúc chơi con đỏ đi nha. Chơi con vui. Ờ, con bấm lúc nào chỉ Cúc qua bấm lúc nào cho nó đi nè. Bấm lúc nào cho nó đi. Rồi, nghe cô. Sao mày bấm lúc nào nữa? Rồi. Quay cái này đúng không? Wow. Wow. Rồi, quay lên đúng không? Rồi, nó quay lên đúng không? Ở đây kia đó. Ừ. Rồi, có một sự cãi vã nhẹ nhẹ giữa hai dì cháu trong quá trình chơi. À, cái này là dần chơi với nhau đây. Đó. Rồi, quay đâu? Tiếp tục. Ừ, rồi con đó lên đúng không? Rồi, à, Dizzy nó chạy qua bển rồi đúng không? Rồi, trong lúc đó thì Cúc á. À, con chat của Cúc nè, của Cúc đi lên đó rồi. Đó, chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Đó. Rồi, về đất đi. Rồi, đè Dizzy về đất rồi nè. Ủa, chết về đất rồi. Rồi, con Dizzy đâu? Trời ơi, chơi gì mà cãi vã với nhau rồi gây lộn mà giành giật rồi tà lưa vậy? Trời ơi, Cúc đâu biết chơi đâu, con phải chỉ cho Cúc chứ. Đâu, rồi, chỉ đâu, có cái mặt kè, cái mặt hung dữ quá nè. Thôi, giờ Lui câu cái con màu hồng lên đi. Rồi, câu con màu hồng lên, đúng rồi. Rồi, con câu Dizzy lên đó phải không? Rồi, nó xuống đâu? Hay quá. Con không chó chạy tà le xuống luôn vậy hả? Rồi, Cúc cũng về đất luôn rồi. Rồi, Cúc quay con này.
Ơi, chơi hung dữ quá nè. Trời ơi, cái mặt kè hung dữ quá. Không có đâu. Không có hả? Chơi tiếp đi. Dạ, cậu bộ chơi vui dữ à. Từ từ cút xay cái này xuống. Đó, từ từ chờ cút xay cái đó xuống. Đó. Cút xay cái này lên. Đó, cút xay cái đó lên. Chạy xuống. Gì kì? Đâu, nó bị vướng ở trong đây đúng không? Đâu. Hạ xuống, nó chạy tọt vô rồi đó. Đi hạ lên. Thôi. Mẹ tính lỡ này có nhìn thấy được nè. À, ok. Đó, nó chạy ra. Hay quá. Rồi. À, cái đó cũng quay được luôn á hả? Hồi nãy giờ ông nói. Bỏ lần này. Lần bỏ. Ok. Ờ ok, hay quá vậy. Đang. Đâu Louis quay đâu. Vui không? Cái này vui không? Louis chơi thấy vui không? Đó, trong lúc mình chơi nè, đó có cái background ngoài sau lưng nè, quá dễ thương. Đó. Đó. Đó, hôm nay đi ra ngoài đây chơi luôn. Ở nhà chán rồi, giờ đi ra đường luôn. Trời ơi, hai nó vẫn tiếp tục chơi. Rồi, sắp về đất chưa? Cho hai chiếc về đất luôn đi. Không, bây giờ cho hai chiếc về đất luôn đi. À nó bị mắc kẹt cái đó. Rồi cho hai chiếc về đất đi. Về đất thôi, xong rồi cho chiếc với lại DC đậu vô chỗ nha. Về đất xong rồi đậu vô chỗ nha. Chiếc đi tới đây. Rồi, về đất rồi. Rồi đậu vô bến đi. Đậu vô bến đi, Chloe cho xe cho. Chưa, cho nó dừng lại ở đây. Đó, cái này về đất là đúng rồi, giờ cho vô bến nè. Đó. Rồi. Lui cho con mà học đi đi vô nghỉ mệt. Vô nghỉ mệt đi. Về bến, về đất đi. Trời các con này sao nó ăn cái gì, nó ăn nhiều quá nó đi không nổi hay sao á, đi gì chậm quá. Nó mập bụng nó bự giống Lui á. Đó. Ừ, để mà chút. Rồi. Trời ơi, đi gì mà lâu quá, con DJ này nó mập quá rồi. Đó, về đất rồi. Chắc vô bắn đậu đi. Đó đi nhanh mà. Rồi, ok, xong. Thôi. Rồi. Xong chưa, Chloe về đất chơi nhìn đây. Ê. Vui không? Vui không? Chưa nở, chưa nở. Vui rồi, xong rồi. Yeah, yeah, yeah. Thôi chào các bạn đi. Nè, 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 chào các bạn đi. Trời đất ơi, nó ham chơi. Chloe ơi, chào. Chào các bạn đi. Bye bye các bạn.